Theo báo New York Times, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 2 tháng 8 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng ngày 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cảnh sát tại thủ đô Washington đã kiểm tra toàn bộ các tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ sau khi nhận được tin báo một kẻ xả súng có thể đang hoạt động trên đồi Capitol. Cảnh sát cho biết họ không có bất kỳ thông tin xác nhận nào về tiếng súng, nhưng đã phong tỏa các tòa nhà này sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911. Sau khoảng 90 phút kiểm tra, cảnh sát thông báo không có bất cứ nguy cơ nào và đã cho phép nhân viên tại 3 tòa nhà văn phòng của Thượng viện Mỹ quay trở lại làm việc. Truyền thông Mỹ cho biết đây có vẻ là cuộc gọi báo động giả. Hầu hết nghị sĩ Mỹ hiện không có mặt trên đồi Capitol do đang trong kỳ nghỉ tháng 8, nhưng các trợ lý vẫn đang làm việc tại các tòa nhà nói trên.